Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz Việt. Hôm qua tối ngày 20 tháng 1, ca sĩ Phi Nhung được vinh danh nhận giải Mai Vàng. Đây là một điều đặc biệt. Cố nghệ sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi nhưng mà để lại trong lòng công chúng biết bao tiếc thương và nỗi nhớ ca sĩ Phi Nhung. Ngày hôm qua thì khán giả cũng như là cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi ca sĩ Phi Nhung được vinh danh ở giải Mai Vàng. Ca sĩ Phi Nhung vượt qua hai gương mặt cùng hạng mục đó là ca sĩ Cẩm Ly và Tố My để chiến thắng với nhạc phẩm Bầu Ơi Đừng Khóc. Ca sĩ Cẩm Vân, khách mời trao giải xướng tên Phi Nhung, hội trường vang lên nhiều tràng vỗ tay. Hai con nuôi của cố ca sĩ Đức Hiếu, Phi Như lên sân khấu nhận giải thay mẹ. Sau phút tưởng niệm, Đức Hiếu nghẹn lời cảm ơn thay mặt mẹ. Chúng con xin cảm ơn khán giả đã dành cho mẹ một tình cảm vững bền. Chúng em sẽ lấy đó làm động lực. Trước đó Bầu Ơi Đừng Khóc đã khiến khán giả biết bao nhiêu lần nghẹn ngào vì câu hát của ca sĩ Phi Nhung. Và ca khúc Bầu Ơi Đừng Khóc cũng là một ca khúc thắng giải ca khúc trong năm được trao cho tác giả. Bài hát ra mắt hồi tháng 5 năm 2021 là bản hit cuối cùng của ca sĩ Phi Nhung. Ca khúc viết thay nỗi lòng của những người nghệ sĩ trong đoàn lô tô bôn ba khắp nơi để mưu sinh, đem lại tiếng cười cho khán giả và giữ riêng cho mình nỗi buồn. Lúc sinh thời ca sĩ Phi Nhung từng cho biết sau khi nghe Lộ Lộ, một bầu của đoàn lô tô thể hiện bài hát này, chị tâm đắc với ca từ một ngoạc của nhạc phẩm, quyết định ghi âm và cho ra MV. Khi nhập viện điều trị Covid-19 vào tháng 8 trên giường bệnh, chị hát một đoạn Bầu Ơi Đừng Khóc và quay video gửi động viên người quen và khán giả. Hết sức là xúc động khi chúng ta xem được cái video ngắn ngủi khi mà Phi Nhung nằm trên giường bệnh vẫn hát một đoạn bài hát Bầu Ơi Đừng Khóc. Hết sức là xúc động và khán giả cũng không thể nào quên được. Ca sĩ Phi Nhung qua đời, nhạc phẩm được chia sẻ nhiều rộng rãi đến công chúng, thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Thời gian đó, đi đâu tôi cũng nghe mọi người hát ca khúc này. Có lần tôi dừng xe đèn đỏ nhìn qua bên kia đường, thấy có người đang hát karaoke bài này, lòng tôi vui buồn lẫn lộn khi ca khúc trở thành hit. Nhưng làng nhạc đã mất đi một nghệ sĩ quá lớn. Nhạc sĩ nói sau khi Phi Nhung qua đời, anh không bán bản quyền sử dụng cho ca khúc này cho một người nào khác mà muốn giữ kỷ niệm đẹp cho cả hai. Tác giả của ca khúc Bầu Ơi Đừng Khóc đó là Hamlet Trương. Anh chia sẻ trong buồn bã khi mà ca khúc trở thành hit thì cái người nghệ sĩ đã là ra đi mãi mãi không về, để lại tiếc thương cho trong lòng khán giả và kể cả nhạc sĩ. Được biết là Phi Nhung sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Năm 1989, chị sang Mỹ đi hát từ thiện tại chùa và thành công ở làng nhạc hải ngoại. Đến năm 2005 thì ca sĩ Phi Nhung về nước vẫn đeo đuổi dòng nhạc quê hương. Giọng ca bông điên điển, nhận nhiều con nuôi trẻ mồ côi, trong đó bảo trợ cho quán quân The Voice Kids đó là Hồ Văn Cường, ăn học đến năm 18 tuổi. Khi Phi Nhung qua đời ngày 28 tháng 9 năm 2021, sau 2 tháng điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Giải Mai Vàng tôn vinh 12 hạng mục, giải ca sĩ nhạc nhẹ được trao cho ca sĩ Ngô Phước Thịnh, diễn viên sân khấu và diễn viên hài lần lượt thuộc về nghệ sĩ Võ Minh Lâm và Hồng Trang, vở diễn sân khấu truyền hình thuộc về vở Nàng Xê Đa, đạo diễn Hoa Hạ. Nam diễn viên điện ảnh truyền hình được trao cho Thúy Ngân và Ngô Kiến Huy. Phim của năm Cây Táo Nở Hoa. MV của năm được trao cho KICM với Chim Quý Trong Lòng. Nghệ sĩ Kim Cương được vinh danh nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng với hơn 50 năm làm thiện nguyện giúp trẻ em mổ tim, bệnh nhân nghèo, vân vân. MC Quyền Linh được trao giải nghệ sĩ vì cộng đồng nhờ tích cực làm từ thiện, đặc biệt trong 5 tháng bùng phát dịch. Tôi thay mặt những người hoàn cảnh khó khăn cảm ơn hàng triệu con tim đã vì thành phố Hồ Chí Minh, anh nói khi nhận giải. Giải Mai Vàng là một giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp tích cực cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong nước.
do Báo Người Lao Động tổ chức từ năm 1995 đến nay. Tiền thân của giải Mai Vàng là giải thưởng bình chọn văn nghệ sĩ được yêu thích nhất trong năm, ra đời vào năm 1991. Giải bao gồm nhiều lĩnh vực như là điện ảnh, âm nhạc, truyền hình, sân khấu, vân vân. Các nghệ sĩ đoạt giải Mai Vàng nhiều nhất gồm là Hoài Linh 11, Trường Giang 8, Thành Lộc 8, Đàm Vĩnh Hưng 6, vân vân. Thực sự là bất ngờ khi mà giải Mai Vàng xướng tên ca sĩ Phi Nhung, nhiều khán giả để lại bình luận rất là dễ thương và vô cùng quý mến Phi Nhung. Xin phép Phương Văn xin chia sẻ một số bình luận của khán giả như sau. Dù ca sĩ Phi Nhung đã ra đi, nhưng tên Phi Nhung vẫn sống mãi trong hàng triệu người hâm mộ. Rất tự hào về chị, một người có tâm, có đức. Một bình luận khác, cô ca sĩ Phi Nhung mất đi lấy bao nhiêu nước mắt của tôi. Cũng như là người hâm mộ, cô rất xứng đáng với giải thưởng này, thương nhớ cô. Một khán giả khác chia sẻ, bậu vẫn mãi trong lòng khán giả Việt Nam. Chị xứng đáng được nhận quà, thương chị lắm. Yêu thương chị Phi Nhung, fan của Phi Nhung sao nhìn nhỏ quá vậy. Khi nhận giải Mai Vàng rất là xúc động, khán giả chia sẻ Phi Nhung ở trên trời cũng an nghỉ, rất là xúc động về những hình ảnh này. Đối với ca sĩ Phi Nhung, khán giả rất yêu thương, một lời tri ân dành cho chị, mãi yêu quý chị, một ca sĩ tài đức. Kính thưa quý vị khán giả, sau khi Phi Nhung qua đời, nhưng mà cái hậu về những người con nuôi cũng lùm xùm trong thời gian qua, đặc biệt là những cái tên mà chúng ta thấy là cộng đồng mạng quan tâm hiện nay, cũng như là Hồ Văn Cường, thì chúng ta thấy là đây là một cái điều mà thực sự mất mát người thân, cũng như là người mẹ nuôi của mình ra đi, nhưng để lại thì sau hậu đó cũng có nhiều lời đồn ra tiếng vào và những lời lẽ thực sự không hay. Khi Hồ Văn Cường chuẩn bị bước vào đại học thì trong cái thời điểm đó là ca sĩ Phi Nhung đã qua đời và làm cho em cảm thấy chênh vênh khi rời khỏi gia đình của mẹ ruột, sống riêng bên ngoài, và đồng thời khi mà báo chí và những cộng đồng mạng quan tâm rất là nhiều, làm cho cuộc sống của em thật sự là xáo trộn. Và cái tuổi đời 18, 19 chuẩn bị bước vào đời thì cái điều mà tai tiếng cũng như là lời ra tiếng vào, có người thương, có người ghét và có nhiều áp lực cho Hồ Văn Cường. Đến ngày hôm nay thì dần dần Hồ Văn Cường đã lấy lại tinh thần và được nhiều ca sĩ khác ủng hộ cũng như là hỗ trợ cho em những show diễn đi xa. Và đặc biệt đó là ca sĩ Ngọc Sơn quan tâm tới Hồ Văn Cường về việc hỗ trợ giúp đỡ em show cũng như là làm những show để hỗ trợ cho Hồ Văn Cường. Và trong thời gian vừa qua thì quý vị khán giả cũng biết là có những thông tin chia sẻ trên cộng đồng mạng là show của Hồ Văn Cường có thể lên tới là 200 triệu đồng một show. Thì quý vị khán giả thấy là nhiều người quan tâm cũng mừng cho Hồ Văn Cường. Và thực sự ra là một đêm hát của Hồ Văn Cường không tới như vậy. Nhưng ca sĩ Ngọc Sơn cũng từng chia sẻ, nói gì thay vì cầm tiền cho Hồ Văn Cường thì rất là nhạy cảm. Mà làm show cho em như vậy để hỗ trợ tiền cho em, vừa là ca hát giao lưu với khán giả, vừa là lấy lại tinh thần và có một số tiền để trang trải trong cuộc sống cho Hồ Văn Cường. Thật sự khi ca sĩ Phi Nhung ra đi thì tất cả những người quan tâm tới con nuôi cũng như là quan tâm tới những em mà đang đi hát. Trước đây đó quý vị khán giả, thì trong đó có Hồ Văn Cường là cái tên mà được cộng đồng mạng cũng như là mọi người nhắc đến rất là nhiều. Thôi thì dù sao đi nữa, cái tình nghĩa mẹ con giữa Hồ Văn Cường thì giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường thì mọi người cũng biết là ca sĩ dù sao đi nữa là có những cái răn đe dạy dỗ con mình, nhưng mà người trong cuộc họ mới hiểu được cái tình yêu thương một người mẹ dành cho con như thế nào. Và được ca sĩ Phi Nhung giúp đỡ, đó là một cái điều quá hạnh phúc trong cuộc đời của Hồ Văn Cường. Và chắc có lẽ là dù cho em có những đôi lời trước đây không hay với Phi Nhung, nhưng mà đó là cái tuổi mới lớn có những cái nghịch dại cũng như là những lời mà đối với Phi Nhung buồn lòng, nhưng mà dù sao đi nữa cũng là một đứa bé. Cho đến ngày hôm nay thì chập chững bước vào đời cũng như là một người sinh viên năm nhất, thì có lẽ Hồ Văn Cường sẽ chuẩn chệt hơn và có nhiều cái suy nghĩ trăn trở cho cái con đường tương lai sắp tới của mình. Cho đến ngày hôm nay thì cái tên Hồ Văn Cường vẫn còn được cộng đồng mạng khán giả quan tâm vì những cái câu chuyện cũng như là đường đi nước bước của Hồ Văn Cường sau khi mà ra khỏi nhà của cố ca sĩ Phi Nhung. Và hiện tại thì em cuộc sống dần dần ổn định và đi hát trở lại, được những anh chị nghệ sĩ lớn hỗ trợ tinh thần và giúp đỡ cho em.
Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức Việt. Xin kính chúc tất cả quý vị một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.